chúc mừng sinh nhật bạn Mai Si nha. Hôm nay các bạn người cá đến sinh nhật bạn Mai Si nè. Wow. Chào chị. Dạ, hoành tráng quá ha. Buffet luôn ha, buffet hồ bơi luôn ha. Tôi cũng có món quà tặng cho bạn Mai Si luôn. Ba lô tiên cá. Hợp lý luôn ha. Ba lô tiên cá. Chúng ta xuống nước bơi chúc mừng sinh nhật bạn Mai Si nha. Mấy bạn đã sẵn sàng chưa? Wow, coi cái bánh kem của bạn người cá Mai Si nào. Có bạn Mai Si đang ngồi nha. Có mấy bạn cá Nemo nữa kìa. Wow, có món sushi. Chà xò. Nhó nữa. Hấp dẫn quá Tài ơi. Đây là các bạn của em đây hả Mai Si? Xuống bơi hết luôn ha. Rồi nhìn vô cái hồ bơi coi. Rồi bạn người cá Nori và bạn người cá Tai ơi, hôm nay các em biết chúng ta đi đâu không? Đi đâu? Đi chúc mừng sinh nhật của bạn người cá Mai Si đúng không? Bây giờ em có muốn nói gì với bạn Mai Si không? Chúc mừng Mai Si. Nhìn vô mặt bạn kìa. Bạn sinh nhật Mai Si. Chỉ vậy thôi hả? Và Nori em có muốn nói gì với bạn Mai Si của chúng ta không? Hôm nay bạn Mai Si biến hình thành người cá xinh đẹp quá nè. Em có thấy như vậy không Mai Si? Các bạn có thấy như vậy không? Oh, bạn người cá Benjamin đến kịp lúc quá ha. Ủa sao giống chú Tiểu vậy? Rồi bạn người cá Benjamin vô chúc mừng sinh nhật bạn Mai Si liền đi. Rồi chúng ta sẽ xuống bơi với các bạn ấy. Nói gì đi, có đem quà cho bạn Mai Si không? Gấp quá quên luôn hả? Tại mới đi học về giờ chạy về nhà đi. Vậy thôi chúc mừng bạn sinh nhật một lời gì đó thật là hay nào. Nghe không? Bạn ấy nói gì em nghe rõ không? Các bạn có nghe rõ không? Vậy thì chúng ta hãy vỗ tay đi. Rồi hôm nay Tuân cũng chúc mừng sinh nhật bạn Mai Si trở thành một người cá được quốc tế chứng nhận. Rồi em hãy giúp Tuân thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật nha. Chúc em ngày càng lớn lên càng xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ và được tất cả bạn bè yêu quý ha. Rồi chúng ta đi bơi nào. Rồi bây giờ các bạn người cá sẽ lặn 3 nhịp cùng với bạn người cá Mai Si nha. Ok. Buổi tiệc người cá.
Rồi, thổi đi. Thổi không được không hả? Chín tuổi người thường thôi, nhưng mà mới một tuổi người cá à, nên bạn vẫn còn rất trẻ đó nha. Anh cảm ơn em nha. Bạn người cá Benjamin với tay với Nori ăn kìa, vô ăn xin mệt bạn. Ồ, nhon quá nhờ, nho nho nè. Hết đi. Wow, xin được bạn Messi làm hoành tráng. Rồi Nuri lấy đồ ăn đi. Nuri ăn món này ngon nè. Món này của bà ngoại Messi làm ngon lắm nè. Món bún xào gạo lứt nè. Vô, bên vô bên xào á. Xào đi bên. Lấy cái chả, lấy cái dĩa đi.